Các bạn đang nghe truyện yếu gà như ta lại bị chính đạo tôn làm vô thượng thánh ma trên kênh TV Audio CV. Chương 1213, danh sách 2 Gặp qua chủ sứ đại nhân, dưới sự chú ý của mọi người, kiếm ngô đại nhân và linh quan đại nhân đi vào trong đại điện. Mà lúc này, trương đại chủ sứ đang tập trung tinh thần nghiên cứu với thang các xem làm thế nào để đi cửa sau cho kỳ thi này. Tông chủ, nói chung, kỳ thi thì không ngoài ba thứ, Thi văn hóa, thi chiến đấu, rồi thi hoàn thành nhiệm vụ. Chính là những thứ mà lần trước ngài tham gia. Thi văn hóa, ngài chính là một trong những người chủ trì, ngài chỉ cần viết một nét bút là ta qua được. Nhiệm vụ thì ngài cũng có thể giao cho ta một nhiệm vụ đơn giản. Thậm chí chúng ta sắp xếp trước, ta đến là có người giúp ta hoàn thành. Ừm, được được. Cái này ta sẽ bảo lão Trọc giải quyết cho ngươi. Chắc chắn không vấn đề gì, vậy thì còn lại cái chiến đấu này. Cái này phải dựa vào thực lực thực tế. Sợ cái gì, ngươi đối đầu với ai, thì giải quyết người đó là được. Cho tiền, trước tiên là mua chuột. Nếu không được, thì để hắn ngủ thêm một ngày, trực tiếp để ngươi thông quan là được. Như vậy không tốt lắm. Có gì không tốt? Ngươi sợ không qua được hai vị chủ sứ kia đúng không? Yên tâm, hai tên đó, ta bảo chúng đi về hướng đông, chúng sẽ. Đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Kiếm ngô đại nhân, linh quan đại nhân hai người đều nhìn chầm chầm vào hắn. Đợi hắn nói xong. Trương đại chủ sứ nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói chúng muốn làm gì thì làm, đứng dậy. Trương đại chủ sứ đưa tay ra nói hai vị chủ sứ đại nhân, đã lâu không gặp, rất nhớ nha. Kiếm ngô đại nhân và trương mặt nhẹ nhàng bắt tay nhau trương chủ sứ, người đúng là biết gây chuyện, chỉ những chuyện ngươi làm gần đây thôi, đổi thành người khác, đã chết 800 lần rồi. Linh quan đại nhân cũng bắt tay với trương mạc, nhưng hắn dùng sức bóp trương mạc một cái. Trương chủ sứ, ngươi xem, kỳ thi thần sứ trước giờ vẫn là do ta trông coi. Không ngờ, chỉ mấy năm trôi qua, trương chủ sứ sắp trở thành người đứng đầu thần cung rồi. Trương đại chủ sứ liên tục xua tay nói không dám nói như vậy. Lão đầu tử vẫn sống khỏe đây này. Hai vị ngồi, Thang cắt ngay ra đó làm gì, lên đồ ăn, không đúng, lên trà, ba vị chủ sứ ngồi xuống, cơ bản đây chính là nửa giang sơn của thần cung. Nếu tính theo cân nặng thì chắc chắn không chỉ nửa giang sơn. Kiếm ngô liếc nhìn thang cắt rời đi rồi nói thang Cát, ta biết. Vị thần sứ dự bị vẫn luôn đi theo trương chủ sứ phải không? Lần này trương chủ sứ định để hắn đảm nhiệm vị trí thần sứ nào, nghe vậy, liền biết vẫn là kiếm ngô chủ sứ hiểu chuyện đều không hỏi thang cát có thể đảm nhiệm thần sứ hay không trực tiếp hỏi muốn đảm nhiệm vị trí nào linh quan đại nhân bên cạnh cũng mỉm cười không hề có ý ngăn cản với địa vị hiện tại của trương đại chủ sứ hắn muốn một kẻ dưới quyền làm thần sứ chẳng qua chỉ là bồi dưỡng thế lực của mình những thứ như thế này quá bình thường linh quan đại nhân khí quân đại nhân chẳng phải đều chơi theo cách này sao chỉ có điều trương chủ sứ dường như chơi trội hơn một chút hắn định hắc ám hóa cả nhiệm vụ và chiến đấu quả nhiên là kẻ có ma tu dưới trướng đen tối thật đen tối trương lão bác quả nhiên là một tên nham hiểm trương đại chủ sứ cười ha ha nói cũng không định chiếm danh ngạch của người khác chỉ lấy đi lực lượng của mão nhật là được ồ được thôi chuyện này ta thấy có thể trực tiếp định đoạt hay là làm theo thủ tục đi từng tùy tiện làm một chút đừng quá tệ là được Linh Quang Đại Nhân và Kiếm Ngô Đại Nhân đều không phản đối. Lực lượng của Mão Nhật vốn là của Trương Lão Bác, hắn thăng chức, theo quy định thì hắn cũng là người chọn người kế nhiệm. Có thể làm theo thủ tục, đã là rất nể mặt rồi. Lúc này, Kiếm Ngô Đại Nhân lại lấy ra một danh sách nói Trương Chủ Sứ, đây là danh sách mà trước khi đến đây, một số chủ sứ đã giới thiệu. Lần tuyển chọn này không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ nằm trong số những người này ngươi xem trước đi trương đại chủ sứ nhớ mày nói hóa ra còn chưa bắt đầu tuyển chọn mà danh sách đã có rồi à ta còn tưởng mình đã đủ hắc ám rồi phỉ 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 đáng lẽ phải nói là chuẩn bị trước linh quang cười không ngớt kiếm ngô đại nhân ở bên cạnh gật đầu nói đúng 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 liếc mắt nhìn danh sách quả nhiên có không ít người quen cũ ngô thành có tên trong danh sách lần này xem ra tên này thật sự không thể kiềm chế được rồi được rồi tên nhóc này quả thực là người thực lực cũng được ở vọng thần điện cũng từng giúp đỡ bản tông chủ tính cả hắn còn một người nữa thái thuần kẻ đã cống hiến kỹ thuật cho bản tông chủ thế mà cũng có tên trong danh sách xem ra chuyến đi vọng thần điện đã giúp họ lập được không ít công lao được rồi tên nhóc này cũng tạm được tính cả hắn tiếp tục nhìn xuống trương mặt đột nhiên nhìn thấy tên vân phiến của vân phiến công tử tình hình gì đây sao tên này vẫn còn trong danh sách, bản chủ sứ chẳng phải đã nói hắn vô dụng rồi sao, đều đã phái đi tiền tuyến rồi. Hắn thực sự vẫn chưa chết sao, bản tông chủ phát hiện ra, có một số việc thì chỉ cần nhìn bề ngoài là được. Ví dụ như chuyện phi thăng này, quả thực là khó như lên trời. Nhưng chuyện lật tay này, thì lại dễ như trở bàn tay. Ta thật sự là thiên tài. Trích từ chương 693, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, Trương Ma Thần. Hắn sao lại khó giết đến thế? Trương đại chủ sứ nhíu mày, suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể xóa bỏ được tên của Vân Phiến. Xóa bỏ trực tiếp, liệu có khiến thượng chủ nghi ngờ không nhỉ? Hay là vẫn nên dùng thủ đoạn đen tối, hạ bệ hắn ta đi. Đang suy nghĩ, Linh Quang đại nhân và Kiếm Ngô đại nhân liếc nhìn nhau, sau đó ra hiệu cho nhau bằng mắt. Kiếm Ngô nhẹ gật đầu, sau đó từ từ nói Trương chủ sứ: Nghe nói bên U Uyên không mấy yên ổn nhỉ. Trương chủ sứ cần giúp đỡ không? Trương Mạc không hề nhận ra có gì không ổn trong câu nói này, chỉ cho rằng kiếm ngô thuận miệng hỏi vậy thôi. Không thèm ngẩng đầu lên, Trương Mạc nói giúp gì chứ? Bên U Uyên không có chuyện gì, toàn là chuyện nhỏ thôi. Sắc mặt kiếm ngô đại nhân hơi khác lạ. Linh Quang cũng thầm gật đầu. Quả nhiên, nghe giọng điệu của Trương Lão Bác là biết, U Uyên đã nằm trong lòng bàn tay hắn, chỉ chờ chiếm lấy mà thôi. Thượng chủ vẫn nhìn chuẩn thật, nếu cho trương lão bác thêm chút thời gian nữa, U Uyên thật sự sẽ rơi vào tay hắn mất. Linh quan lập tức nói chuyện của U Uyên đều là chuyện lớn, làm gì có chuyện nhỏ. Vậy nhé, trương chủ sứ, nhân lúc đợt tuyển chọn này, mọi người đều có mặt. Chúng ta đánh út bất ngờ, đánh phủ đầu, chiếm lấy U Uyên trong nháy mắt. Thậm chí nhiệm vụ tuyển chọn thần sứ cũng có thể sắp xếp trong đó một công đôi việc có cần thiết không nghe đến đây trương mạc cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn lời này có ẩn ý hơn nửa hình như bổn chủ sứ ngửi thấy mùi âm mưu rồi kiếm ngô ở bên cạnh chen vào nói trương chủ sứ đây tuyệt đối không phải là không tin tưởng ngài đâu hoàn toàn là giải quyết vấn đề sớm tránh sinh chuyện chúng ta chỉ muốn giúp ngài thôi ánh mắt trương mạc nghi ngờ lướt qua hai người May mà hai vị này đều là cáo già trong số cáo già, ánh mắt thì gọi là một sự chân thành. Trương Mạc nói chiếm lấy U Uyên, ta không có ý kiến. Nhưng cứ thế mà xông lên, sẽ khiến vô cực minh và kiếp điện đều kéo đến mất. Không ổn, ta thấy không ổn lắm. Kiếm ngô đại nhân làm ra vẻ đã đoán trước được ngươi sẽ nói thế. Dừng lại một chút, kiếm ngô đại nhân nói hành động nhỏ thôi, từ từ mà làm. Nhiệm vụ có thể cử những nhiệm vụ gần trước, sau đó tăng dần là được. Ta thấy vô cực minh chưa chắc đã muốn dấn thân vào vũng nước đục này đâu. Linh Quang nói trương chủ sứ, ngài yên tâm, địa bàn ngài chiếm được. Chúng ta chắc chắn không động vào, chỉ có những nơi chưa chiếm được thôi. Chúng ta sẽ cử nhiệm vụ trước, thăm dò một chút đã. Thực ra không chỉ thăm dò phản ứng hiện tại của U Uyên, cũng là thăm dò phản ứng của trương lão bác. Tất nhiên, chuyện này không thể nói quá chi tiết. Thật sự chọc giận Trương lão bác thì không hay. Thượng chủ tuy không nói rõ, nhưng chắc chắn là muốn bọn họ lấy lại một số địa bàn từ tay Trương lão bác. Ít nhất không thể để Trương lão bác ăn quá nhiều. Vì vậy, việc cử người là cần thiết, trước tiên hãy bắt đầu từ nhiệm vụ tuyển chọn sẽ ít kích thích đến Trương lão bác nhất. Sau đó hãy xem Trương lão bác rốt cuộc đã làm gì ở U Uyên. Có thể chiếm lấy U Uyên trong nháy mắt hay không. Tiếp theo hãy đưa ra quyết định muốn làm tốt chuyện này không phải dễ cái chính là phải hiểu rõ trương lão bác muốn làm gì trương mạc nhìn hai người này bỗng cười nói xem ra các ngươi có ý tưởng rồi nhỉ được thôi không vấn đề gì các ngươi muốn phái thì cứ phái đi nhưng nếu xảy ra chuyện gì đừng đổ lỗi cho ta các ngươi phải giải quyết xong mới được đi đó là đương nhiên trương chủ soái đã đồng ý Vậy là được rồi, Linh Quang đại nhân và Kiếm Ngô đại nhân sáng mắt lên. Cả hai đều không ngờ Trương lão bác lại dễ nói chuyện như vậy. Họ đều định dùng tình cảm và lý lẽ để nói chuyện tử tế với Trương lão bác. Họ đã chuẩn bị sẵn một đống lời lẽ, thậm chí còn định đưa thượng chủ ra để đè bẹp Trương lão bác. Nhưng không ngờ Trương lão bác lại đồng ý ngay. Hắn đang nghĩ gì vậy, địa bàn nói nhường là nhường, hay là ở bên U Uyên? thực ra trương lão bác cũng chưa bố trí xong, dù sao đi nữa, Linh Quang Đại Nhân và Kiếm Ngô Đại Nhân cũng đồng thời thở vào nhẹ nhõm. Xem ra, tình hình không quá khó khăn như họ tưởng. Ngay cả khi đến lúc đó, địa bàn của U Uyên không thể chiếm được hoàn toàn, nhưng miễn không phải trương lão bác hoàn toàn chiếm được, thì có thể cài cắm người vào, ở địa bàn của U Uyên từ từ cũng có thể xé rách với vô cực minh hay kiếp điện. Không sợ đánh chậm, chỉ sợ trương lão bác quét sạch đánh chậm, đến cuối cùng vẫn là của thần cung, thì vẫn là của thần cung. Nhưng nếu bị Trương lão bác quét sạch thì tình hình sẽ phức tạp. Bản tông chủ thực sự không có thời gian để bị tình cảm trói buộc. Bởi vì vốn dĩ đã rất buồn ngủ. Phải tranh thủ đi ngủ chứ. Đừng làm phiền thời gian nhàn rỗi của bản tông chủ. Đó là ý nghĩa sống của bản tông chủ. Trích từ chương 3307, nhật ký của ta thiên địa vô thượng thánh ma trương ma thần trương lão bác ngươi muốn một địa bàn lớn như vậy còn tiếp xúc với các thế lực lớn thần cung phải làm sao với ngươi còn khó nói trương mạc thì thấy hai người này thần thần bí bí chắc chắn có vấn đề cố ý chạy đến giúp ta giải quyết ma tu xung quanh trên đời này còn có người tốt như vậy sao chắc chắn có vấn đề nhưng nếu các ngươi đã muốn làm như vậy thì bản tông chủ cũng không ngăn cản các ngươi các ngươi có thể giải quyết được thì tốt nhất. Bản tông chủ vui vẻ nhàn hạ, có thể nằm dài thoải mái hơn một chút. Các ngươi nói đấy, đừng làm lớn chuyện. Đừng kéo cả vô cực minh, kiếp điện vào, làm phiền sự nghỉ ngơi của bản tông chủ. Việc lớn đã định, bầu không khí lập tức trở nên thoải mái hơn nhiều. Thậm chí Linh Quang còn đề nghị đánh một ván mặt trượt, vì hắn nghe nói trình độ mặt trượt của trương chủ sứ là đệ nhất thiên hạ, hắn rất muốn được chứng kiến. Kiếm ngô đại nhân vội vàng bác bỏ ý tưởng muốn chết này của hắn. Ngươi đừng kéo ta vào được không, đánh mặt trượt với trương lão bác, ngươi nghĩ gì vậy, thật sự là tiền nhiều không có chỗ tiêu. Ngươi còn không bằng trực tiếp tặng không? Như vậy, trương lão bác biết đâu còn có thể nể tình ngươi. Từ chối ngay, kiếm ngô đại nhân tuyên bố ai nhắc đến mặt trượt, hắn sẽ tức giận với người đó, lúc này mới đè linh quan đại nhân xuống. Trương mặt nhân cơ hội này, cũng định đàn áp vân phiến công tử đối thủ cũ rồi vẫn phải chăm sóc một chút hai vị chủ sứ danh sách ta xem qua cái khác đều không có vấn đề gì chỉ có vân phiến này ta không quá thích người này thô lỗ vô lễ còn không coi ai ra gì không có tác dụng lớn xóa tên hắn đi được chứ trương mạc chậm rãi nói hắn tin rằng đối phương sẽ nể mặt hắn kiếm ngô đại nhân thản nhiên nói thế à vậy thì xóa tên hắn đi linh quan đại nhân giơ tay nói trương chủ sứ đừng tức giận ta nghe nói tên này đúng là đã xúc phạm ngài nhưng hắn ta lại có lực lượng của hư nhật thần sứ nói chính xác hơn là hắn nắm giữ một phần tinh tú chi lực của hư nhật thần sứ nếu xóa tên hắn thì tinh tú chi lực của hư nhật thần sứ sẽ khó lấy lại trong thời gian ngắn điều này không có lợi cho thần cung khí quân đã dặn dò ta phải đặc biệt đánh giá tên này ta đã xem qua công trạng của hắn thật sự rất có năng lực rất tốt có thể hắn hơi lỗ mãn nhưng vẫn là người tài hay là thế này ta sẽ gọi hắn đến để hắn xin lỗi trương chủ sứ ngài ngài hãy cho hắn một cơ hội nữa cho hắn một cơ hội lời nói của linh quang đại nhân khiến trương mạc bỗng nhớ đến nhiều năm trước lần đầu tiên hắn gặp vân phiến công tử lúc đó bọn họ ở trên lầu của tiểu thánh huyện đại khái tình hình là như vậy. Hồi tưởng Cho ta một cơ hội, trương mặt mặt lộ vẻ u sầu, trong mắt ánh lên tia sáng nói. Cho ngươi cơ hội thế nào, vân phiến công tử nở nụ cười trên khóe miệng nói. Trước kia ta không có lựa chọn, bây giờ ta muốn làm một người tốt. Cốt lắm, hãy nói với những người bị ngươi giết, xem họ có cho ngươi làm người tốt không. Đó chính là muốn ta chết. Xin lỗi, ta là chính đạo. Ta cũng vậy, hồi tưởng thu hồi. Trương Mạc lắc đầu, chuẩn bị từ chối. Nhưng Linh Quang đại nhân vừa thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của Trương Mạc, liền biết sắp xảy ra chuyện, nên hắn nhanh chân một bước, lớn tiếng hô cho Vân Phiến vào. Trương Mạc nhíu mày, nhìn Linh Quang đại nhân. Đây không phải là cố tình khiến hắn khó chịu sao? Linh Quang đại nhân lại nói Trương chủ sứ, nể mặt ta. Trương Mạc còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể im lặng không lâu sau, vân phiến công tử chậm rãi bước vào. Lần này, bước chân hắn vững vàng và mạnh mẽ, ánh mắt kiên định và sáng ngời. Chiếc quạt xếp nhẹ nhàng phe phẩy, vạt áo tung bay, y như phong thái phong lưu năm nào. Vân phiến, bái kiến chư vị chủ sứ đại nhân, vân phiến công tử cuối người hành lễ. Kiếm ngô đại nhân từ trên xuống dưới quan sát hắn một lượt, nhẹ gật đầu. Trông có vẻ là một mầm non tốt. Trẻ tuổi, tu vi không tệ, thiên tư không kém, căn cốt rất mạnh, còn có một loại trầm ổn từng trải. Bây giờ những người trẻ tuổi có thể có khí chất như vậy, không nhiều. Nghe nói công lao cũng không tệ, vẫn là người mà hư nhật thần sứ đích thân tiến cử trước khi chết, cuối cùng còn nhận được một phần tinh tú chi lực của hư nhật thần sứ. Dù có làm thế nào thì ít nhất cũng thể hiện được thanh niên này có trình độ, năng lực và hoài bảo. Linh quan đại nhân nhìn cũng nhẹ gật đầu, sau đó nói vân phiến, nghe nói ngươi vô tình đắc tội với trương đại chủ sứ hôm nay cho ngươi một cơ hội nào đến xin lỗi trương đại chủ sứ đi trương mặt hơi nhướng mày hắn muốn xem vân phiến công tử có chịu xin lỗi hay không vân phiến công tử nghe vậy thì nghiến răng nhưng vẫn tươi cười tiến lên một bước lớn tiếng nói trương chủ sứ ở trên thuộc hạ vân phiến mắt không thấy rõ nhầm trương đại chủ sứ thành người khác nên mới buông lời vô lễ quay lưng bỏ trốn còn xin trương đại chủ sứ chớ trách tội, thứ lỗi, thứ lỗi. Linh quan đại nhân ồ lên một tiếng nói thì ra là nhận nhầm. Trương mặt nhếch mép nói bản chủ sứ đẹp trai như vậy, ngươi còn nhận nhầm được, nói bừa. Hắn vừa dứt lời thì thấy kiếm ngô đại nhân và linh quan đại nhân nhìn chầm chầm vào bụng hắn. Lập tức, trương mặt có chút không vui, bụng ưỡng về phía trước nói sao vậy, mập đẹp trai chưa từng thấy à, linh quan đại nhân ngoảnh mặt đi, không muốn đánh giá. Kiếm ngô đại nhân cười ha hả nói đúng vậy, đúng vậy, đẹp trai như ta. Một câu nói khiến trương mạc chết ngay tại chỗ. Ngạn đến mức trương mạc không nói nên lời. Tính ngươi thật tàn nhẫn. Linh quan đại nhân khẽ vẫy tay, vân phiến công tử lại tiến lên vài bước. Khoảng cách này khiến trương mạc cảm thấy hơi căng thẳng. Liệu tên này có vung tay lấy ra một thanh kiếm dài từ mông, dính máu rồi đâm vào người bản tông chủ không? May là chuyện này không xảy ra, Vân phiến công tử chỉ đứng im bên cạnh Linh Quang Đại Nhân. Linh Quang Đại Nhân cười nói được rồi, trương chủ sứ, ta thấy chỉ là một hiểu lầm nhỏ. Không thể vì một hiểu lầm nhỏ mà hủy hoại tương lai của một thanh niên được. Còn mong trương đại chủ sứ đại nhân đại lượng. Vân phiến công tử lại cúi chào. Trương mặt nhìn hắn, thực sự suýt không nhịn được cười. Tiểu tử ngươi còn biết giả vờ. Thật không biết, ngươi làm sao mà leo lên được đùi của linh quan đại nhân được thật có trình độ tuy nhiên trương mạc cũng không định bỏ qua hắn như vậy ta muốn xem ngươi có thể nhẫn nhịn đến mức nào ngươi nói bản tông chủ giống người khác người đó là ai nói cho ta nghe xem trương mạc từ từ nói xem ngươi có dám nói không vân phiến công tử nắm chặt tay nói một ma tu từng có mối thù cũ với ta không đáng nhắc đến ôi chao dám nói bản tông chủ không đáng nhắc đến sao, nói đi, ta rất muốn nghe. Trương Mạc tỏ ý ngươi nói rõ cho ta. Đừng nghĩ sau này lấy chuyện này ra để làm phiền bản chủ sứ nữa. Hôm nay cứ nói thẳng trước mặt ta. Ngươi xem bản chủ sứ có sợ hay không? Thấy Trương Mạc hung hăng như vậy, vân phiến công tử cũng không giấu giếm nữa, hơi ngẩng đầu nói ma tu này hủy diệt tông môn của ta, diệt đồng môn của ta. Là một kẻ ma tu độc ác gian xảo, tu vi cường hãn, thủ đoạn kinh người, hắn còn giết cả thần sứ. Nghe đến giết thần sứ, nụ cười trên mặt Linh Quang Đại Nhân lập tức biến mất, rồi kinh ngạc nhìn Trương Mạc. Không phải nói đến Trương Lão Bác chứ. Trương Mạc bình tĩnh nói, ồ, đã giết thần sứ à, ánh mắt từ từ lướt qua Linh Quang Đại Nhân và kiếm ngô Đại Nhân, vẻ mặt Trương Mạc bình thản. Sao vậy, bản chủ sứ dạo trước mới giết một tên. Mặc dù không phải bản chủ sứ tự tay ra tay, nhưng danh tiếng lại được đặt lên đầu bản chủ sứ. Vân phiến công tử nói xong lời này, thấy Linh Quang Đại Nhân và Kiếm Ngô Đại Nhân không nói gì, cũng hơi ngạc nhiên. Khoan đã, ta đã nói đến mức này rồi, các ngươi chẳng lẽ vẫn không nghi ngờ trương lão bác sao, ngay lập tức, vân phiến công tử lại thêm một câu hắn còn là một đại ma đầu, dưới trướng có cả một đám ma tu. Trương Mạc tiếp tục gật đầu gừ, đại ma đầu, có một đám ma tu dưới trướng. Lão trọc, trà này không ngon, tìm hai tên ma tu pha cho ta ít trà ngon. Trương Mạc tiện thể còn hét lên một tiếng. Có thể để lão trọc nghe thấy hay không không quan trọng, quan trọng là phải để mấy người trước mặt nghe rõ. Được rồi, Linh Quang Đại Nhân giơ tay ra hiệu cho vân phiến công tử đừng nói nữa. Kiếm Ngô Đại Nhân cũng ở bên cạnh nói trà này đúng là không ngon. Trương Chủ Sứ, ta có một ít trà ngon, nghe nói là lấy từ thâm viên, nơi ô uế nhất nhưng lại có thể trồng ra loại trà cực phẩm. Mời mọi người nếm thử. Thật sao, rót cho ta một ít, thật sao, cho ta một ít, trương mạc miễn cười. Linh quan đại nhân cũng cười nói ta cũng phải nếm thử. Ba vị chủ sứ tươi cười, chỉ khiến cho vân phiến công tử càng thêm khó coi, may mà lúc này hắn vội cúi đầu xuống. Ba vị chủ sứ đại nhân nếm xong trà, trà mới đưa tới cũng nếm thử vài ngụm. Cuối cùng, Linh quan đại nhân vất tay với vân phiến công tử còn đứng đây làm gì? Nói xong thì đi đi, tham gia tuyển chọn cho tốt, cố gắng trở thành thần sứ. Vâng, vân phiến công tử vô cùng thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể rời đi. Lúc này hắn mới xác định được, trương lão bác trong thần cung, không chỉ có địa vị cao, mà còn là phương diện nào cũng vững như núi. Những tình hình hắn biết được, căn bản không thể lay chuyển địa vị của trương lão bác dù chỉ một chút. Quả nhiên, không dễ dàng như vậy để thắng được Trương lão bác. Đây là một cuộc chiến trường kỳ. Tiếp theo, Trương lão bác chắc chắn sẽ trả thù. Hắn phải chống đỡ. So với mặt trời mọc, bản tôn chủ thích hoàng hôn hơn. Bầu trời đầy mây chiều. Có nỗi buồn của thời gian trôi qua. Tất nhiên, những điều trước đều là nhảm nhí, chủ yếu là vì sáng không dậy nổi. Trích từ chương 4615, Thiên địa vô thượng thánh ma, Trương ma thần nhật ký của ta phần thứ tư nghìn sáu trăm mười lăm thanh niên nói chuyện không biết chừng mực một chuyện nhỏ mà kêu gào ông sòm còn cần phải rèn luyện thêm cho đến khi vân phiến công tử hoàn toàn rời đi kiếm ngô đại nhân lúc này mới đưa ra đánh giá cuối cùng nhưng còn may vân phiến này cũng khá thông minh không nói hết mọi chuyện làm tuyệt mọi việc nếu không thì hôm nay không ai có thể bảo vệ được hắn Linh quan đại nhân cũng gật đầu nhẹ bên cạnh, đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cho dù có nói thật là trương lão bác thì sao, địa vị hiện tại của trương lão bác, ngay cả thượng chủ cũng không dám động đến hắn. Còn về chuyện ma tu, giết chết thần sứ các loại. Thương đạo cực năm xưa cũng là người của U Uyên, người nói rõ mọi chuyện, chỉ khiến mình rước họa vào thân. Nhưng cũng hiểu được tại sao người này lại đắc tội với trương lão bác kiểu thanh niên không thể đứng về phía trương lão bác này đúng là rất phù hợp với yêu cầu của họ có thể thu nhận tất nhiên là có thể nhận đừng nhìn mọi người đều là chủ sứ ngấm ngầm thì cũng có sự cạnh tranh không nghe nói trong thần cung có nhiều người đồn rằng đến ngày nào đó thượng chủ đi rồi người kế nhiệm rất có thể là trương lão bác sao và chủ sứ khác kể cả khí quân tuy miệng không nói gì nhưng thực tế trong lòng nghĩ gì thì không ai biết được bây giờ nhận vài người tuyệt đối không ưa Trương lão bác, sau này biết đâu lại dùng được. Tất nhiên, loại chuyện này ngầm làm được, nhưng không thể nói ra mặt. Hoàn toàn coi như không nghe hiểu, tiếp tục cùng Trương đại chủ sứ uống trà trò chuyện. Còn Trương Mạc trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Vân Phiến công tử, ngươi chờ đấy. Ngươi xem bổn tông chủ sắp xếp chết ngươi trong vòng tuyển chọn như thế nào. Trương chủ sứ, chọn ngày nào đó, chúng ta bắt đầu tuyển chọn đi ngươi xem vòng một có nên vẫn là văn đấu không kiếm ngô đại nhân cười nói trương mạc đáp theo quy củ mà làm các ngươi ra đề ta chỉ việc ăn uống là được đây mới là lời nói thật lòng của trương mạc có thể nằm thì đương nhiên phải nằm linh quan đại nhân vội nói thế thì đương nhiên là trương chủ sứ ngươi ra đề rồi dù sao đây cũng là địa bàn của ngươi chúng ta chỉ đến giúp thôi được rồi trương chủ sứ đừng từ chối cứ ra đề tùy ý, không sao đâu. Dù sao thì mục đích chính cũng chỉ là loại bỏ những kẻ không có học vấn, bình thường thì không có loại người này đâu. Đúng vậy, trương chủ sứ, cứ ra đề tùy ý đi. Nhân tiện, ta nghe phòng nhật thần sứ bọn họ nói, trương chủ sứ về mặt văn hóa cũng là một tuyệt thế. Kiếm ngô đại nhân đại nhân cười càng vui vẻ hơn. Trương mặt trợn tròn mắt, chỉ muốn chửi thề. Ngươi nghe ở đâu ra vậy, phòng nhật thần sứ, con thỏ chết đó có thể nói một lời tốt đẹp nào về ta không? Hắn chắc chắn là nói bừa, hoặc là cố tình nịnh bợ, sau đó định để bổn tông chủ mất mặt thật to, thế thì hắn vui rồi. Có âm mưu, chắc chắn có âm mưu. Thôi bỏ đi. Trương Mạc Cao Mày nói. Kiếm ngô đại nhân đại nhân nói đừng bỏ đi chứ, cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai bắt đầu luôn đi, trương chủ sứ, ngươi cứ tùy ý ra một đề là được. Đúng đúng đúng, cứ tùy ý ra một đề linh quan đại nhân đại nhân cũng là một bộ dạng xem kịch vui chết tiệt con thỏ chết đó chắc chắn đã không nói lời hay hai người các ngươi cố ý đúng không đợi xem bổn chủ sứ làm trò cười đúng không thế thì các ngươi cứ xem kỹ bổn chủ sứ đi bổn chủ sứ không cười chết các ngươi mất thôi sáng hôm sau vòng tuyển chọn đầu tiên của thần cung thần sứ chính thức bắt đầu vốn dĩ trước đó còn phải có một khâu giúp mọi người kiểm tra tu vi nhưng vì bên trương đại chủ sứ này đồ đạc đơn sơ không có điều động tinh thạch kiểm tra từ thần cung đến nên thôi không làm nữa đối với việc này trương đại chủ sứ nhận ra muộn màng vô cùng đau lòng đảm bảo lần sau nhất định nguyên nhân chính là trương đại chủ sứ không biết hóa ra còn có thể xin đồ từ thần cung nói sớm chứ nói sớm bổn chủ sứ nhất định sẽ dọn sạch thần cung vòng loại đầu tiên một kỳ kiểm tra văn hóa hết sức bình thường đối với điều này mọi người đều rất thoải mái cái này thường thì đều có thể vượt qua nghe nói là từng có một người không viết một chữ nào cũng có thể vượt qua ngay cả người mù chữ cũng không bị loại à nghe nói kỳ kiểm tra văn hóa lần này chính là do vị truyền kỳ trương đại chủ sự chủ trì tự mình ra đề mọi người chỉ muốn xem hôm nay trương đại chủ sự sẽ ra đề gì bao gồm cả vân phiến công tử đều rất tò mò trương đại ma đầu có thể ra đề gì về phần trương đại ma đầu kia văn hóa của hắn thì sao nhỉ theo hắn thấy đó là cấm hành vào mông chẳng hiểu gì cả đừng lúc nào cũng ngưỡng mộ cuộc sống hào nhoáng của người khác là vì ngươi không biết người khác đã trả giá như thế nào đến khi ngươi biết thì ngươi sẽ không ngưỡng mộ nữa mà là rất ghen tị bởi vì có thể thực sự người khác cũng chẳng trả giá cái quỷ gì Trích từ chương 4162, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần. Hắn còn nhớ, hắn còn có một bài thơ do trương đại ma đầu viết, còn bán cho hắn một nghìn lượng bạc. May mà hắn vẫn chưa đưa, nếu không thì thật sự lỗ. Trong ngoài đại điện, bàn ghế bày đầy, đám đông vây xem, lớp này chồng lên lớp khác. Lão trọc ở bên cạnh hận đến mức dậm chân. Cho đến tận bây giờ, vẫn có người hỏi hắn có, đề, không biết sớm cái này có thể bán được tối qua hắn nhất định phải đến chỗ tông chủ để trèo tường nghe nói tối qua tông chủ lại vừa đọc sách vừa viết chữ còn nghiên cứu rất kỹ nữa không biết hôm nay tông chủ sẽ ra đề gì theo sự hiểu biết của lão trọc về tông chủ tông chủ không chừng lại muốn làm một vố lớn gặp qua trương đại chủ sứ cuối cùng trương đại chủ sứ ngáp dài chậm rãi đến muộn chủ yếu là hôm qua xem sách xem đến quá mệt nguyên một nén hương mệt quá chỉ có thể lựa chọn du ngoạn trong mộng văn hóa du ngoạn xong hôm nay trương đại chủ sứ cảm thấy mình rất có văn hóa phòng nhật thần sứ ngồi bên dưới đều nói nhỏ với các thần sứ khác đến rồi đến rồi các ngươi không biết đâu trương đại chủ sứ về thơ từ đó là tuyệt đỉnh a à, hôm nay không chừng mọi người đều có thể được mở mang tầm mắt một lần thật sao vậy tại sao ngươi lại cười vui vẻ như vậy có sao có chứ ta sắp có thể nhìn thấy quần lót của ngươi qua cổ họng ngươi rồi ta đây là vì trương đại chủ sứ thể hiện văn hóa của mình mà cảm thấy phấn khích ha 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 phòng nhật thần sứ một bộ gián thích xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn đến nỗi khiến các thần sứ khác cũng có chút mong đợi kiếm ngô đại nhân linh quan đại nhân vỗ tay nhẹ nói với trương đại chủ sứ chỉ chờ ngươi thôi nào ra đề cho mọi người đi trương đại chủ sự cười gật đầu nói không vấn đề mọi người chờ lâu rồi nhỉ người đâu bút mực hầu hạ gọi một tiếng bút mực hầu hạ lập tức bọn người lão trọc lấy đến một tờ giấy lớn bút cũng lớn nổi bật nhất chính là khí thế trương mạc định thần lúc này điều quan trọng nhất chính là đừng viết sai chữ nếu không thì ước chừng lại phải lên báo rồi từ từ ánh mắt lướt qua toàn trường khí thế ẩn chứa trong lòng. Để bản chủ sứ ra đề đúng không, vậy thì cho các ngươi một đề hay. Để bản chủ sứ tùy tiện ra đề đúng không, vậy thì cho các ngươi một đề tùy tiện nhất, trống, quát nhẹ một tiếng, tiếp theo bút đi rồng rắn, rồng bay phượng múa. Một mạch mà thành, hạ bút như thần, kiếm ngô đại nhân, linh quan đại nhân đám người nhìn thấy đều từ từ đứng dậy, kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt. Trương đại chủ sứ viết xong, mỉm cười nhẹ, bảo đám người lão trọc xoay tờ giấy lại. Bỗng nhiên đập vào mắt mọi người là một chữ to tướng. Heo. Chữ đẹp, heo đẹp, con heo này, thật sự là heo, đề vừa lộ ra, mọi người xung quanh đã vỗ tay trước, sau đó bắt đầu viết trầm rộ. Cái gì, chỉ có trương mặt là hơi bối rối. Con heo nào, rõ ràng là hắn viết, vương giả, mà. Lấy từ, nải tri vương giả tâm, tu lạc giữ chúng đồng, trong, vương giả có vương giả tâm lo vui cùng người khác đây chính là thành quả của trương đại sứ đã nghiên cứu suốt đêm qua vì thế hắn còn luyện cả viết kiểu chữ cố gắng thể hiện văn hóa của mình đến mức tối đa đâu phải ai cũng ra đề như vậy sao tìm một câu nói hay trích ra hai chữ rồi lấy làm đề sao vậy đến chỗ bản tông chủ thì không được à sao lại thành heo được nhanh chóng trương đại sứ nghiêng đầu nhìn những gì mình đã viết không sai chữ thảo vương giả có lẽ là chữ thảo hơi quá chăng chữ thảo điên cuồng biến thành cẩu thả nhìn thoáng qua phải nói là cũng không tệ lắm thôi đừng nói nữa càng nhìn càng thấy không ổn càng nhìn càng thấy trong chữ có một con heo đang cười nhạo bản chủ sứ xong rồi ban đầu định thể hiện một chút không ngờ lại để lộ cái mông cẩu thả nhìn càng giống ôi trời ngũ quan đều muốn nhăn lại thành một cục, lúc này còn phải bịt mũi nhận lỗi, nếu không chẳng phải càng mất mặt hơn sao. Phòng Nhật thần sứ cười ngặt nghẽo, đề này ra hay thật. Quả nhiên là trương đại sứ, luôn khác người như vậy. Nhưng cười một lúc, Phòng Nhật thần sứ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, rồi nụ cười trên mặt biến mất ngay lập tức. Chờ đã, trương đại sứ có huyết thống thiên trư, hắn ra chữ heo này, không phải là ám chỉ thiên trư chứ. Ôi trời, đây chẳng phải là đang kiểm tra kiến thức thời xa xưa sao lúc nào vậy phòng nhật thần sứ trợn tròn mắt lẩm bẩm thiên trư đề này hơi khó lời hắn nói ra lập tức khiến các thần sứ khác cũng ngoái đầu nhìn lại thiên trư ồ đúng rồi ta nghe nói rằng danh hiệu ban đầu của trương đại sứ là thiên trư chỉ là sau này không biết vì sao lại không đổi nữa đúng vậy đúng vậy huyết thống thiên trư ta đã thấy trên báo rồi. Tin tức vỉa hè cũng có. Nói như vậy thì đề này, có hơi sâu rồi đấy. Vui chao, quả nhiên là Trương Đại Sứ, nhìn thoáng qua thì đề này thô tục vô cùng, nhưng thực ra muốn trả lời tốt, cần phải có kiến thức quyên thâm. Những lời bàn tán khe khẽ của đám người này, không biết có phải cố ý hay không. Dù sao thì cũng có không ít thần sứ dự bị đã nghe thấy. Ngay lập tức kinh ngạc xé toạc tờ giấy mình đã viết, 108 cách chế biến thịt heo. May quá, chút nữa là, mù chữ, rồi. Thì ra đây là một đề bài bảy. Quả nhiên không hổ danh là trương chủ sứ xảo quyệt. Trong số tất cả những người làm bài, có lẽ chỉ có vân phiến công tử là nhìn ra ngay sự bất thường. Heo, không ổn rồi. Trương lão bác sẽ không ra loại đề này đâu. Nhìn thấy viết bừa của hắn, rõ ràng lại là trò tung hỏa mù đề hắn thực sự muốn ra không phải là vương giả, đó chứ. Xem đi xem lại, vân phiến công tử xác định trương lão bác chắc chắn viết là vương giả, các người, đều hấp tấp quá rồi. Các người không biết đâu, trương lão bác về phương diện này, có thể nói rất giỏi địa đặt. Định thần lại, vân phiến công tử quyết định viết cả, heo, lẫn, vương giả, vào. Thận trọng một chút, tránh để trương lão bác tìm ra sơ hở, vòng đầu tiên đã cho ta trước. Kiếm ngô đại nhân và linh quan đại nhân hai người thì từ đầu đến cuối đều công cười. Hai người họ lập tức phản ứng lại, chữ này của trương lão bác, chắc chắn có vấn đề. Thấy trương lão bác từ từ ngồi xuống, kiếm ngô đại nhân nói trương chủ sứ, hôm nay đề bài này, ra hơi sâu rồi đấy. E là không có mấy người trả lời tốt được đâu. Sâu sao, trương đại chủ sự tỏ vẻ đều thành, heo, rồi còn sâu cái nổi gì viết đại mấy cách chế biến thịt heo là xong ngay mà. Linh Quang gật đầu nói quả thực là hơi sâu, xem có bao nhiêu người trả lời được không. Trương đại chủ sự nghi hoặc nhìn hai người này. Cái này mà không trả lời được sao, chưa ăn thịt heo thì cũng phải thấy heo chạy chứ. Sao thế, heo chạy cũng chưa thấy à, thế thì ít nhất các ngươi cũng phải thấy kiếm ngô chủ sứ chứ. Tất nhiên, lời này chỉ có thể ở trong lòng mà nói thôi, nói ra thì kiếm ngô chủ sứ có thể sẽ lật mặt cũng có thể là lật bụng đè chết ngươi. Trương đại chủ sứ thì rất buồn bực, một tay văn hóa không chơi tốt, trực tiếp chơi hỏng bét. Trương đại chủ sứ mặt lạnh, lập tức lại tạo nên áp lực tâm lý cực lớn cho tất cả các tu sĩ tham gia tuyển chọn. Rất nhiều người vốn còn muốn nhìn thêm trương đại chủ sự, tìm chút cảm hứng. Chờ người khác viết là lúc nhàm chán nhất. Bởi vậy, kiếm ngô đại nhân và linh quan đại nhân lại bắt đầu nói chuyện phím với trương đại chủ sứ. Trương chủ sứ, vòng tuyển chọn thứ hai, chúng ta định để những thần sứ dự bị này đến U Uyên hoàn thành nhiệm vụ. Vì an toàn, lần này do thần sứ dẫn đội, phân tán hành động. Ngài xem có vấn đề gì không? Trương đại chủ sứ nghe được sắp bắt đầu ra tay với U Uyên, không khỏi nhíu mày. Nhanh vậy sao? Kiếm Ngô lập tức nhận ra, lời của Trương lão bác có vấn đề. Xem ra không nhanh không được. Cố gắng nhanh một chút tránh để vô cực minh và kiếp điện phát hiện ra điều gì rồi lại đánh nhau một trận long trời lỡ đất ở u yên thì không hay đúng vậy trương chủ sứ ngài xem làm thế nào thì tương đối an toàn chúng ta cùng nhau bàn bạc về lộ trình và nhiệm vụ trương đại chủ sứ chỉ thấy phiền phức bên kia họ tự đánh nhau loạn xạ sao phải vội vàng cử người qua đó làm gì nhưng đã nói rồi vậy thì làm thôi vẫy tay Trương Đại Chủ Sự gọi Lão Trọc đến. Lão Trọc, ngươi nói cho hai vị chủ sứ đại nhân biết tình hình bên U Uyên hiện tại thế nào. Lão Trọc liên tục gật đầu nói tuân lệnh Tông Chủ. Hiện tại bên U Uyên đánh nhau loạn xạ, bên này tới bên kia, bên kia tới bên này, bên này vào bên kia ra. Nói trọng điểm. Linh Quang Đại Nhân Cao Mày nói. Thủ hạ của Trương Đại Chủ Sứ sao lại là một đám kỳ nhân như vậy? trương đại chủ sứ sao có thể chịu đựng được loại cấp dưới lắm lời như vậy. Lão trọc dừng lại một chút rồi nói xích nhãn tà yêu bị áp chế đánh đập, hiện tại vẫn có thể chống đỡ. Bị tập kích liên tiếp mấy lần nhưng vẫn chưa chết. Nhật ma, nhiễm di tử, họa đấu đã liên hợp tất cả các tiểu ma đầu lớn nhỏ khác của U Uyên. Ngoại trừ địa bàn chúng ta chiếm giữ, những nơi khác đều không được an toàn lắm. Nếu chúng ta muốn ra tay thì, ta đề nghị dứt khoát hỗ trợ xích nhãn tà yêu, đánh đổ đám người Nhật Ma. Linh quan Đại Nhân và Kiếm Ngô Đại Nhân nhìn nhau. Quả nhiên, Trương Lão Bác đã có cả những con chốt chôn ở U Uyên. Kế hoạch này, cộng thêm việc Trương Lão Bác có thể kiềm chế được kiếp điện và vô cực minh, thì việc chiếm lấy U Uyên thực sự chỉ còn trong gan tắc. Thượng chủ vẫn nhìn rất chuẩn. Thật sự không thể cho Trương Lão Bác thêm thời gian nữa phải nhanh chóng chiếm lấy một phần ngay bây giờ. Trong tông môn chúng ta có một ma tu rất có chí hướng. Cả đời hắn ta có mục tiêu lớn nhất chính là không cần nhìn sắc mặt người khác. Qua nhiều năm cố gắng. Ngay hôm qua, hắn ta cuối cùng đã làm được. Đúng vậy, hắn ta đã mù cả hai mắt. Trích từ chương 5395, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần. Suy nghĩ một lát. Kiếm ngô đại nhân nói vẫn là đừng trực tiếp giao chiến thì tốt hơn. Linh quan đại nhân cũng liên tục gật đầu nói chỉ là nhiệm vụ tuyển chọn thôi mà. Nếu thực sự giao chiến lớn, chẳng phải sẽ trở thành nhiệm vụ lớn tiêu diệt U Uyên sao? Ngay cả khi ba chúng ta trấn giữ, e rằng cũng khó có thể đảm bảo mọi người đều sống sót. Vẫn là đừng hỗ trợ cho tên xích nhãn tà yêu kia thì hơn, vì chúng đã đánh nhau rất dữ dội, chúng ta chỉ cần gặm nhấm từ nơi rìa là được gặm nhấm một chút cũng được, như vậy có thể kiểm soát cường độ, lại không đến nỗi gây ra sự phản công dữ dội. Hai người một câu ta một câu, tóm lại là không đồng ý với kế hoạch của lão trọc. Lão trọc ánh mắt lóe lên, sao hắn lại nghe thấy hai vị chủ sứ này không giống như là đến giúp tông chủ? Đúng hơn là đến đây để cướp địa bàn của tông chủ. Trong lòng lão trọc, u viên đều là vật trong túi. Tông chủ vừa cài chốt, vừa giết ma đầu thế cục dần dần đi vào nhịp điệu của tông chủ sao hai người này lại chạy đến hái đào thế thật vô liêm sĩ vô liêm sĩ hơn cả ma tu làm chuyện này thế mà còn tìm một lý do đường hoàng nữa chứ lão trọc rất muốn trò chuyện riêng với tông chủ vài câu bảo tông chủ ngàn vạn lần đừng mắc lừa nhưng trương mạc thì thực sự không quan tâm đánh nhỏ thì đánh nhỏ tùy ý vẫy tay trương mạc nói được rồi cứ theo lời ngươi nói mà làm. Lão Trọc, ngươi sắp xếp lại bản đồ thế cục u biên hiện tại, sau đó chọn ra một vài tuyến đường, đưa cho ta xem. Nhớ là phải chọn cho tốt, Trương mặt liếc nhìn lão Trọc một cái, ngươi hiểu mà. Lão Trọc lập tức, tâm lĩnh thần hội. Ha ha, quả nhiên tông chủ chính là tông chủ, muốn chơi đúng không, vậy thì chơi đến cùng. Tông chủ, người yên tâm, ta nhất định sẽ chọn cho người mấy cái thảm nhất. Thực ra trương mặt liếc mắt với lão trọc là có ý bảo, nhớ phải sắp xếp cốt tuyến đường cho thang cát. Nhưng hắn ta nào biết, trong đầu lão trọc lúc này hoàn toàn không có bóng dáng của thang cát, chỉ muốn cho người của thần cung biết, cái gì gọi là, không thể hái đào. Linh quan đại nhân và kiếm ngô đại nhân dù sao cũng cảm thấy có chút không ổn. Nhưng cũng chỉ có thể tạm thời như vậy. Họ đoán chắc, trương lão bác chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy, gây chút phiền phức cho họ, cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, khi lộ trình được công bố, họ sẽ xem xét lại. Dù có vấn đề gì, họ cũng có thể phần nào nhận ra. Trương lão bác chắc không quá tàn nhẫn đâu. Đều là người nhà, hắn không đến nỗi quá tàn nhẫn. Vừa chuẩn bị cho kỳ đánh giá tiếp theo, ba chủ sứ vừa tán gẫu, Bao gồm cả các tin tức nội bộ của thần cung, đều bắt đầu được tiết lộ. Đến vị trí của họ, nhiều tin tức có vẻ bí mật, đối với họ, cũng giống như chuyện phím. Ví dụ, thượng chủ gần đây đang bế quan toàn lực để tấn công thần cảnh, nhưng có vẻ như không tiến triển. Trương Mạc thầm nghĩ, không được rồi, hẳn là còn sức lực. Đúng rồi, thượng chủ đã lấy đi cành cây điên mà hắn đưa, liệu có phát hiện ra vấn đề gì không? Ôi, nhiều nhất là không dùng được thôi, sao vậy? Hắn còn có thể trồng ra cây điên được sao? Vậy thì chúc hắn nghe nhạc vui vẻ còn có chủ sứ thương đạo cực gần đây rất bồn chồn để nàng ở lại hậu phương phòng thủ nàng cũng không mấy vui vẻ vì vậy thượng chủ dường như đã đích thân giao cho nàng một nhiệm vụ gì đó để nàng đến thần điện không biết đi làm gì trương mạc thì có thể hiểu được chắc hẳn là thương di chờ củ cải trắng không còn kiên nhẫn nữa rồi đúng rồi hắn vẫn chưa trồng củ cải trắng cho thương di việc này phải nhanh chóng nếu không lần sau thương di đến Ước chừng có thể ăn tươi nuốt sống hắn. Còn về việc thượng chủ để thương di đi thần điện, hắn cũng có thể đoán được phần nào. Hẳn là đi giúp thượng chủ trồng cây điên rồi. Ha ha, chúc họ may mắn. Trương Mạc đền đáp, cũng nói cho Kiếm Ngô đại nhân và Linh Quang đại nhân một số tin tức về Vô Cực Minh. Đại khái là, Vô Cực Minh đã nhận được từ hắn một số thánh thụ năng suất cao, ước chừng vài năm nữa, Vô Cực Minh sẽ không còn thiếu đồ ăn nữa nghe tin này, kiếm Ngô đại nhân và linh quan đại nhân đều vô cùng kinh ngạc. đặc biệt là trương mạc còn lấy ra một cây biểu diễn cho họ xem. mắt của kiếm Ngô đại nhân và linh quan đại nhân như muốn lòi ra ngoài. mờ ám quá, trương chủ sứ, sao có thể đưa thứ này cho vô cực minh được? ta biết rồi, trương chủ sứ, chắc chắn là ngươi còn có cách kiểm soát thứ này đúng không? tuyệt quá, đây là một tuyệt chiêu. đừng nói bậy không có chuyện đó. Ta hiểu, ta hiểu, chuyện này không thể nói chi tiết được. Hôm nay nhìn thấy một bài thơ hay. Ghi lại ở đây. Thất bộ sát nhất nhân thi. Bài thơ bảy bước giết một người. Nấu đậu đốt cả cây đậu. Đậu trong nồi kêu la. Đều là con một cha. Tại sao phải nấu ta? Trích từ chương 5313, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần kiếm ngô đại nhân và linh quan đại nhân cầm đồ vật bắt đầu nghiên cứu cẩn thận ý của trương mạc khi cho họ xem là muốn họ cũng giúp quảng bá một chút nói rằng vô cực minh cũng là để tạo áp lực cho họ đừng suốt ngày ăn chơi hưởng lạc cũng phải làm ít việc chính đáng chứ một lát sau kiếm ngô đại nhân nói chuyện này ta e là không làm chủ được tìm cơ hội ta sẽ đưa cho thượng chủ xem nếu được chúng ta cũng bắt đầu làm trương chủ sứ ngươi tiết lộ cho ta một chút rốt cuộc ngươi có thể kiểm soát được không trương mạc bất lực nói đã nói rồi đây không phải là ta muốn hãm hại ai đây là vì chúng sinh trên đời được rồi có lời này của ngươi là được rồi kiếm ngô đại nhân và linh quan đại nhân nhẹ nhàng gật đầu đối với trương lão bác chỉ khi chính hắn đích thân phủ nhận thì mới có thể xác định được hẳn là vậy biểu cảm của hai người khiến trương mạc vô cùng khó chịu chắc chắn lại nghĩ bản tông chủ đặc biệt hiểm ác xảo quyệt, muốn hại chúng sinh rồi. Các ngươi thực sự không hiểu bản tông chủ gì cả. Kiếm ngô đại nhân cất đồ đạc, tiếp tục nói chuyện này ta sẽ sớm giải quyết. Ta biết trương chủ sứ ngươi có lo lắng, yên tâm, cứ giao cho ta là được. Vỗ vỗ bụng, kiếm ngô đại nhân nói, việc ta làm ngươi cứ yên tâm. Linh quan đại nhân thì ba con mắt chớp liên hồi, hắn cũng rất hứng thú với năng lực khiến cây cối sinh trưởng vừa rồi của trương lão bác. Trương chủ sứ, vừa rồi một tay ngài tăng tốc sinh trưởng, lại tự tác mình một cái là công pháp gì vậy? Có thể giao lưu một chút không, trương đại chủ sứ lập tức theo bản năng muốn từ chối. Thứ này, hắn muốn giao lưu cũng không giao lưu được. Cho dù bản chủ sứ có nói thật với các ngươi, để các ngươi đi hiến tế cho ma thần, thì các ngươi cũng thực sự không được, các ngươi cũng chỉ gặp được đạo ma, rồi bị đạo ma nhét nhiều nhất là chút rác rưởi từ hư không nhưng cũng vào lúc này trương đại chủ sứ suy nghĩ lại đây dường như cũng là một cơ hội từ từ trương đại chủ sứ nói đừng công pháp này chẳng phải ta đã dâng lên từ lâu rồi sao dâng lên ư ở đâu là lúc nào hai vị chủ sứ đại nhân đều tỏ vẻ không biết trương mạc nhíu mày nói khi ta còn là thần sứ dự bị ta đã giao ấn này cho phòng nhật thần sứ hắn hẳn đã mang về thần cung rồi chứ cái gì, đưa cho phòng nhật thần sứ, hắn sẽ không tự mình tham lam chứ, vẫn là kiếm ngô đại nhân đại nhân nhìn người thật chuẩn. Một câu nói đã điểm tỉnh trương mạc. Chết tiệt, thỏ chết tiệt, ngươi thật sự ăn một mình rồi. Tiếp tục tán gẫu vài canh giờ sau. Khi trương đại chủ sứ gần như đã ăn xong một bàn đồ ăn lớn cùng vài đĩa thức ăn nhẹ, miễn cưỡng lấp đầy bụng, thì mọi người cuối cùng cũng viết xong. Từng tờ được cất đi, có người tự tin tràn đầy, có người mặt mày ủ dột, thậm chí có người còn thở dài, dường như không phát huy được hết khả năng. Trương đại chủ sứ nhìn đủ mọi dáng vẻ của họ, đều cảm thán xem ra có người viết không tốt, mặt mày buồn khổ. Linh quan đại nhân cười nói trương chủ sứ, ngươi đừng nhìn những người này mặt mày ủ dột, nhưng ta ước tính rằng những người này viết hay nhất. Ngược lại, những người tự tin tràn đầy kia, ta cá là viết chẳng ra gì đâu. Thật sao, trương đại chủ sứ tỏ vẻ khó hiểu kiếm ngô đại nhân ở bên cạnh nói càng có trình độ thì càng thích ra vẻ. Nói xong, còn liếc nhìn trương đại chủ sứ. Khiến trương mặt đột nhiên thấy khác lạ, ý gì, là đang ám chỉ ta sao, bản tông chủ chưa bao giờ ra vẻ cả. Ách! Ít nhất là hôm nay không có. Linh quan đại nhân đại nhân tiếp tục nói ngươi xem những người viết chữ rồng bay phượng múa này, thậm chí còn không hiểu được thâm ý của trương chủ sứ ngươi. Ví dụ như bài này, trương chủ sứ ngươi xem nhìn kìa hóa ra viết rằng trương đại chủ sứ thật là đẹp trai thật là có dáng vẻ của một con thiên trư không đúng hắn viết là heo nái linh quan đại nhân tiện tay lấy một bài đưa cho trương đại chủ sứ nghe xong lời này trương đại chủ sứ bừng 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 lửa giận bốc lên ai vậy không thể qua được đâu viết toàn là cái gì thế này xóa đi cho ta nhất định phải cho hắn một bài học lấy lại nhìn kỹ trời đất ơi. Thang cắt viết, trừng mắt nhìn kỹ lại. Toàn bộ bài viết đều nịnh nọt trương đại chủ sứ. Cái gì mà, thiên trư trường tồn, một con heo lưu truyền mãi mãi. Cái gì mà, tưởng béo mà không béo, đẹp trai như thiên trư. Ngươi đúng là nịnh nọt đến mức nịnh vào cả mông heo rồi. Phỉ phỉ phỉ, là nịnh nọt vào mông ngựa rồi, không đánh chết ngươi thì không được. Trương đại chủ sứ có vẻ mặt như ngửi thấy phân heo sao lại là ngươi vậy than các ngươi bây giờ càng ngày càng không ra gì trước kia thấy ngươi cũng có chút văn hóa sao theo bản tông chủ lâu như vậy không những không tiến bộ chút nào còn ngày càng đi chệch hướng đây tuyệt đối không phải là vấn đề của bản tông chủ hoàn toàn là do bản thân hắn không chịu học hành bởi vậy ngươi mới không làm được thần sứ nhìn trình độ này thì còn kém xa lắm đối nhân xử thế ngươi chỉ học được cách nịnh nọt vậy thì xóa cái này đi kiếm ngô đại nhân nghiêng đầu liếc nhìn cười nói trương đại chủ sứ chỉ có thể bịt mũi nuốt lại những lời vừa nói cái đó vẫn là đừng đối xử với họ quá khắc nghiệt bài viết này bình thường miễn cưỡng qua đi linh quan đại nhân đại nhân cười nói không cho hắn một bài học sao trương đại chủ sứ đáp đại nhân phải độ lượng kiếm ngô chủ sứ nhìn đống đồ ăn trước mặt trương đại chủ sứ cười nói quả là độ lượng tiếp tục xem tiếp những thứ khác, Trương Mạc đều không quan tâm lắm. Bây giờ hắn chỉ muốn tìm Vân Phiến công tử để nhìn một cái, sau đó xem có thể tìm lý do gì để gây sự không. Người ta là quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Bản tông chủ báo thù, từ sáng đến tối. Phải nói rằng, những thần sứ dự bị của thần cung này, phần lớn đều khá có văn hóa. Hoa chương gấm vóc, bút mực sáng ngời. Văn hóa đó gần như muốn tràn ra ngoài như mở bụng của kiếm ngô đại nhân thật sự khiến trương đại chủ sứ cảm thấy kinh ngạc thì ra của những người này có văn hóa như vậy bình thường sao không thấy nhỉ nhưng đầu óc có thể không được tốt lắm vậy mà có đến một nửa số người đều viết về thiên trư thật sự khiến trương đại chủ sứ cảm thấy tức giận các ngươi không biết vương giả thì thôi viết một con heo ta cũng miễn cưỡng chịu được nhưng các ngươi lại kéo cả bản tông chủ vào viết làm gì, muốn gây sự đúng không? Nhìn kiếm ngô đại nhân và linh quan đại nhân cười đến nỗi răng sắp trụng ra, thì biết những người này viết buồn cười đến mức nào. Chắc chắn là bày trò đủ kiểu với bản tông chủ. Nếu đổi lại là trương đại chủ sứ tự mình chấm thi, nhất định sẽ xóa sạch từng người một, xóa sạch hết. Phần còn lại là loại, người đầu sắt, ngoan ngoãn viết về con heo. Viết về con heo thì viết về con heo thôi, các người không viết cách làm. Nhất định phải tìm ra ý nghĩa, cao siêu, từ con heo, cái gì mà, trư nhân mà giết cũng xuất hiện. Còn có người muốn tìm ra cách tu luyện từ con heo, thực sự là làm khó họ quá. Trương Đại Tông Chủ chỉ có thể nghĩ ra một chiêu, cưỡi lợn đâm tường. Tên này thực sự có thể nghĩ ra hàng chục chiêu, đây không còn là vấn đề văn hóa nữa, đây là nói bừa. Người này về sau có thể bồi dưỡng trọng điểm, đi làm ở thiên thần báo chắc chắn là mầm non tốt cho dù không làm được thần sứ sau này cũng có thể tung hoành ngang dọc trong giới báo chí cuối cùng trương đại chủ sứ cũng lật được bài viết của vân phiến công tử ra cái nhìn đầu tiên trương đại chủ sứ sáng mắt lên ôi chao vân phiến công tử này thực sự nhìn ra thực ra hắn viết về vương giả chà không hổ danh là người đã giao thủ với bản tông chủ nhiều năm quả nhiên là hiểu bản tông chủ. Trong lòng trương đại chủ sứ có chút khác thường. Nội tâm vốn bình tĩnh, đều dâng lên một chút gợn sóng. Thật là một tờ giấy gan ruột đứt đoạn, chân trời góc bể tìm đâu ra chỉ vì. Không đúng, là tri âm. Nhất thời, trương đại chủ sứ thậm chí còn nảy sinh một chút cảm xúc muốn buông tha cho hắn. Nhưng may thay, cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua mà thôi. Buông tha là không thể buông tha được hiểu rõ bản tông chủ như vậy người này quả thực không thể giữ lại trương đại chủ sứ cầm bài viết nói bài này viết lung tung trình độ văn hóa hơi kém linh quan đại nhân nhìn cũng không cần nhìn trực tiếp nói là bài viết của vân phiến đó trương đại chủ sứ cố tình giả ngốc nói thật sao ta không xem kỹ ta không nhắm vào ai hoàn toàn là vấn đề của bài viết linh quan đại nhân đại nhân thở dài nói trương đại chủ sứ đại nhân có đại lượng Chà, lấy lời của bản tông chủ để chặn bản tông chủ phải không? Trương đại chủ sứ nhất thời còn thực sự bị nghẹn không nói nên lời. Kiếm ngô đại nhân ở bên cạnh nói để ta nói hai câu, nếu trương đại chủ sứ thấy có vấn đề thì không bằng dán bài viết của hắn ra ngoài, để mọi người cùng đánh di công khai, như thế nào, trương đại chủ sứ nghe vậy, lặng lẽ cất bài viết đi nói thôi vậy. Ta chỉ nói sung thôi, chứ không phải nhắm vào ai đâu bài viết của vân phiến công tử này có hay hay không trương đại chủ sứ vẫn biết trong lòng thực sự dán ra ngoài chỉ khiến vân phiến công tử này nổi tiếng hơn thôi được coi như ngươi lợi hại vân phiến công tử này bản tông chủ đi đến đâu ngươi theo đến đó ngươi thuộc loại trắm tà còn có hai vị chủ sứ trước mặt trương đại chủ sứ dần dần có chút hiểu ra hai người các ngươi chính là đến tìm lỗi của bản tông chủ còn sợ một người không đủ phải lập nhóm cùng nhau đến tìm lỗi. Được, hai người các ngươi cũng đợi đấy, bản tông chủ tìm cơ hội. Nhất định phải kéo các ngươi cùng nhau đánh một ván mạc trượt. Biết đến bổn tông chủ đúng là có phúc. Dù sao thì người thẳng thắng như bổn tông chủ cũng không còn nhiều. Trích từ chương 1152, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần. Bên ngoài, mọi người vừa viết xong đều đang thảo luận tiện thể hỏi thăm người khác viết thế nào. Mặc dù thông thường sẽ không loại người, nhưng chuyện này cũng không ai dám chắc. Nếu như ngay vòng đầu tiên đã bị loại, thì mất mặt quá lớn. Thang Huynh, Huynh viết thế nào vậy, còn cách nào nữa, nghìn đâm vạn đâm, nịnh bợ không đâm, tuyệt học nịnh bợ của ta, đủ cho các ngươi học 10 năm. Thật hay giả vậy, chỉ cần nịnh bợ thôi sao, tất nhiên là vậy rồi. Hiểu rồi, hiểu rồi thang cát vẫn đang giới thiệu kinh nghiệm cho người khác lúc này thang cát đột nhiên nhìn thấy lão trọc đi ngang qua lập tức đuổi theo lão trọc đừng đi gọi lão trọc lại thang cát lập tức hạ giọng hỏi ngươi sắp xếp thế nào rồi phải nói cho ta biết trước chứ lão trọc lúc này mới đột nhiên nhớ ra đúng rồi tông chủ còn bảo hắn sắp xếp nhiệm vụ cho thang cát hắn chỉ nhớ trong đầu phải làm sao để hãm hại người của thần cung quên mất chuyện của thang cát ờ, đang sắp xếp. Ngươi cho ta thêm chút thời gian. Lão trọc vội vàng định bỏ đi. Thang cát kéo hắn lại nói khoan đã, ngươi không phải là chưa làm chứ. Chết tiệt, lão trọc, ngươi không thể trả thù riêng, cố tình chỉnh ta, đây là chuyện lớn. Yên tâm, yên tâm, sao ta lại cố tình chỉnh ngươi chứ? Tông chủ đang nhìn đấy, ta sẽ không hại ngươi đâu. Đang sắp xếp thật, ngươi đợi ta, vậy ta đợi đến khi nào? biết đâu hai ngày nữa phải lên đường rồi đến lúc đó ta phải làm sao ngươi cứ ngoan ngoãn tìm một nơi an toàn ở lại là được công chủ đã giao việc này cho ta ta nhất định sẽ sắp xếp cho ngươi ổn thỏa để ngươi làm thần sứ ngươi cứ yên tâm ngươi chắc chứ sao vậy ngươi không tin ta à đúng vậy chính là không tin ờ có cần phải nói thẳng như vậy không nếu ngươi làm không tốt ta sẽ kiện công chủ an bài đưa ngươi đến thần cùng làm gián điệp chết tiệt có chuyện gì thì nói tử tế chứ không cần phải đe dọa ta ta thề bằng mái tóc của mình là được rồi chứ chỉ bằng chút tóc đó của ngươi có hay không cũng như nhau chẳng có gì khác biệt cả vậy ngươi muốn thế nào ngươi làm cho ta ngay bây giờ ta phải nghe xem làm thế nào quá đáng rồi đấy ở đây mà làm cho ngươi ngươi sợ người khác không biết ngươi gian lận à vậy đổi chỗ khác cũng được Hai ta ở riêng với nhau, không ổn lắm nhỉ. Ngươi có nhiều cớ thế, lão trọc và than cát vẫn đang giằng co. Có vẻ như nhất thời không thể thống nhất được. Chuyện vớ vẩn của hai người này, có lúc trương đại chủ sứ cũng không muốn quản. Cũng không biết tại sao, hai người này có thể là đối thủ trời sinh. Tương truyền rằng, đối thủ của kiếp này, kiếp sau sẽ là tình nhân. Nhìn hai người này, kiếp sau chắc chắn sẽ ở bên nhau hai người càng gọi càng to thật sự muốn gọi tất cả mọi người đến liên tục đổi mấy chỗ cuối cùng có vẻ như đã thống nhất bắt đầu lấy bản đồ ra nghiên cứu kỹ lưỡng điều gì đó nhìn dáng vẻ của hai người bọn họ không cần cẩn thận nhìn để mắt một nhìn vậy cũng là bộ dáng lén lén lúc lúc phải nói rằng thang cát hiện tại đã sắp hoàn toàn hòa nhập vào ma tu rồi hai người nói chuyện hăng say nhưng không biết rằng Lúc này đã có người âm thầm để mắt đến họ. Không sai, chính là Vân Phiến công tử. Khóe miệng nở nụ cười. Vân Phiến công tử đã có chiến lược tiếp theo. Hắn có thể khẳng định chắc chắn, Trương đại ma đầu sẽ không tha cho hắn. Thời điểm nguy hiểm nhất hẳn là nhiệm vụ khảo hạch tiếp theo, cũng như trận chiến trên võ đài. Trong đó trận chiến trên võ đài còn đỡ. Dù sao cũng còn có liên quan, kiếm Ngô trong chừng thêm vào đó lại là trước sự chứng kiến của mọi người. Cho dù Trương Đại Ma Đầu muốn động tay chân, cũng phải có chút kiên dè. Nếu không không thể phục chúng, địa vị của hắn trong thần cung sẽ không còn vững chắc nữa. Chỉ có nhiệm vụ khảo hạch là việc mà Trương Đại Ma Đầu có thể làm nhiều nhất, thực sự có thể khiến hắn chết không kịp ngáp, còn không có ai có thể bắt được nhược điểm. Cho dù là người của Vô Cực Minh đã giúp hắn mua chuột linh quan. Cho dù là người của Vô Cực Minh sẽ vào thời khắc then chốt đưa cho hắn một số sự hỗ trợ và tiếp ứng thậm chí giúp hắn hoàn thành một phần nhiệm vụ nhưng cũng không thể hoàn toàn đảm bảo an toàn cho hắn chỉ có chính hắn mới có thể bảo toàn tính mạng của mình và bây giờ hắn đã tìm ra điểm then chốt thủ hạ của trương đại ma đầu thang cát đối với người này trước khi đến vân phiến công tử đã nghiên cứu rất kỹ người này mặc dù xuất thân từ thần cung nhưng trước khi gặp Trương Đại Ma Đầu, trình độ bình thường, tu vi tạm được, không có nhiều thành tựu. Từ khi đi theo Trương Đại Ma Đầu, mới bắt đầu thăng tiến nhanh chóng, bằng phẳng như mây. Theo như ta thấy, đời này, không phải câu xin lỗi nào cũng đổi được câu không sao. Nhưng, mỗi một câu, con mẹ ngươi, về cơ bản đều đổi lại được câu, con mẹ ngươi. Trích từ chương 1552, nhật ký của ta, Thiên Địa Vô Thượng Thánh Ma trương ma thần. Từ truyền đạo nhân đến thần sứ dự bị, rồi đến bây giờ, mọi người đều biết, hắn có tám phần khả năng sẽ trở thành thần sứ. Từ nơi nhỏ bé, đến hậu phương của thần cung, thậm chí còn cùng trương đại ma đầu đến một chuyến ở vọng thần điện. Mặc dù con người trở nên có chút kỳ quái, và thân thể dường như đã phải chịu một vết thương không nhẹ. Nhưng địa vị quả thực là tăng vùng vụt. Vân phiến công tử thậm chí có thể khẳng định, người này đã nhập ma thậm chí rất có thể đã bị trương đại ma đầu đích thân cải tạo cho nên mới có thể biến thành bộ dạng như hiện nay hừ người khác không nhìn ra hoặc nói là không dám đoán sâu xa nhưng ta vân phiến sáng suốt như đuốc than các này hẳn là trương đại ma đầu cài vào nội bộ thần cung một quân cờ thời khắc then chốt sẽ phát huy tác dụng quan trọng vân phiến công tử không thể ngăn cản hắn trở thành thần sứ nhưng có thể đi theo hắn cùng trở thành thần sứ đúng rồi, vân phiến công tử định bám sát thang cát, đối phương làm gì, hắn cũng làm nấy. Như vậy, ít nhất có thể đảm bảo an toàn cho bản thân. Trương đại ma đầu cho dù có tàn nhẫn đến đâu, cũng sẽ không vào lúc này, hủy đi quân cờ mà mình đã dày công tạo ra chứ. Chiến lược không cần quá phức tạp, chỉ cần có tác dụng là được. Bất kể trương đại ma đầu giao cho hắn nhiệm vụ gì, phái hắn đi đâu, hắn đều sẽ không đi. Bởi vì chỉ cần nhập cuộc, sẽ bị trương đại ma đầu chơi chết loại chuyện này hắn đã trải qua quá nhiều rồi cách tốt nhất chính là không nhập cuộc không đi theo ý nghĩ của trương đại ma đầu cứ ngoan ngoãn đi theo quân cờ của hắn có thể bảo vệ tính mạng vô ưu còn về cách trở thành thần sứ hoàn thành nhiệm vụ thì phải xem thủ đoạn của vô cực minh vân phiến công tử cảm thấy cơ hội vẫn khá lớn chỉ cần trương đại ma đầu không xông tới ngay thời điểm đầu tiên bất chấp sự phản đối của bất kỳ ai lập tức đánh chết hắn như vậy nghĩa là trương đại ma đầu vẫn chưa mạnh tới mức có thể hoàn toàn nghiền nát hắn có cơ hội nhất định có cơ hội trong lòng đã định vân phiến công tử trực tiếp bám theo sau thang cát theo dõi một người phải bắt đầu từ lúc nào dù sao thì nếu đợi đến khi nhiệm vụ bắt đầu mới để mắt tới thì chắc chắn là đã muộn chỉ có bắt đầu ngay bây giờ nhất định phải bắt đầu ngay bây giờ làm gì cũng phải cẩn thận quan sát kỹ rồi hãy hành động đó mới là đạo sinh tồn ngày hôm sau dưới sự kiểm duyệt của ba vị chủ sứ bài viết hay nhất đã được niêm yết theo quy định để mọi người đều có thể xem trong đó bài viết ở trên cùng chính là bài luận về yếu nghĩa công pháp của lợn do chính trương đại chủ sứ lựa chọn dù sao thì trương đại tông chủ cũng bác bỏ mọi ý kiến phản đối nhất quyết cho bài viết này là bài xuất sắc nhất về phần những bài tân bốc khác huống chi là những bài có trong danh sách trương đại tông chủ cũng không mắng từng bài một có thể coi là có thái độ cực kỳ tốt bài viết của vân phiến công tử đương nhiên không thể lọt vào bảng xếp hạng đây không phải là vấn đề viết hay hay không mà là vấn đề có nể mặt trương đại chủ sứ hay không rõ ràng kiếm ngô đại nhân và linh quan đại nhân đều rất thức thời còn tên nhóc vân phiến này không bị trương lão bắt trực tiếp xóa sổ đã là may rồi còn muốn lọc vào bảng xếp hạng, trừ khi trương lão bác vô tình. Chuyện đó có thể sao, ước chừng đến ngày tận thế cũng không thể. Mọi người nhìn vào bảng vàng bài viết, không ngừng suýt xoa khen ngợi. Hóa ra trương đại chủ sứ thích loại bài viết này. Điều này cho thấy điều gì, chỉ có thể chứng minh trương đại trưởng quả thực là một cùng ma tu luyện, chăm chỉ tu luyện. Bất kể lúc nào, đều nghĩ đến cách nâng cao thực lực, thực sự là tấm gương cho chúng ta, phải học tập trương đại chủ sứ. Nghe lời bàn tán của họ, trương đại chủ sứ có chút ngượng ngùng. Dù là trương đại chủ sứ bây giờ có lúc dày mặt, lúc mỏng mặt, nhưng cũng có chút không chịu nổi. Chuồng thôi, chuồng thôi, còn đam mê tu luyện, khổ luyện nữa. Mấy chữ này chẳng liên quan gì đến ta cả. Vòng thi đầu tiên kết thúc tốt đẹp. Qua xác nhận của ba vị chủ sứ, mọi người đều rất có văn hóa, rất tốt. Phần, giảng đạo, sau đó Trương Đại Chủ Sứ sẽ không tham gia lần trước hắn tham gia kỳ thi vẫn là Linh Quang Đại Nhân giúp hắn giảng hôm nay nếu Linh Quang Đại Nhân lại bày trò gì đó để hắn giảng về công pháp của lợn chẳng hạn thì không phải rất vui sao vì vậy nên chuồn thì chuồn nhanh quả nhiên Linh Quang Đại Nhân và Kiếm Ngô Đại Nhân đến nơi phát hiện Trương Đại Chủ Sứ đã biến mất từ lâu lập tức thì thầm tính hắn chạy nhanh thật ôi muốn xem trò vui của trương lão bác hơi khó rồi biết đâu trương lão bác lại có thể nói ra được thứ gì đó lợi hại thì sao vậy thì chúng ta không phải càng lời to sao có lý bên này trương đại tông chủ gọi thang cát lão trọc tới mở cuộc họp nhỏ bên cạnh còn có tiểu long quân xoa bóp chân thế nào rồi đưa ra kế hoạch chưa trương đại chủ sứ hỏi lão trọc lấy ra bản đồ nhanh chóng nói tông chủ ta định cho họ từ những con đường này giết vào thành tư thế chia cắt, trực tiếp đối đầu với đại quân của Ma Tu U Uyên. Cái quái gì mà đối đầu với đại quân, Trương Đại Chủ Sứ trợn mắt nói. Không phải nói là tập kích sao, sao lại thành đối đầu trực diện rồi. Lão Trọc nói đánh như vậy mới có thể đạt được chiến quả lớn nhất chứ. Trương Đại Chủ Sứ nhìn vào những điểm đánh dấu trên bản đồ nói sẽ chết rất nhiều người đấy. Lão Trọc gật đầu nói không phải nên đưa ra nhiệm vụ khó sao, khó mới thử thách con người chứ, trên mặt Trương đại chủ sứ lộ vẻ kinh ngạc ôi chao đừng nói nhé mẹ kiếp ngươi nói cũng có lý nhưng Trương đại chủ sứ vẫn thấy không đáng tin cái này hình như hoàn toàn là cố ý đưa người ra để mở chiến tranh vậy đã nói là đánh nhỏ đừng có biến thành đánh lớn thật lão trọc thấy tông chủ không nói gì lập tức nhanh chóng nói tông chủ bọn họ chính là đến để hái quả đào chúng ta nhất định không thể để họ toại nguyện muốn lén lút lợi dụng cục diện hỗn loạn do chúng ta tạo ra, tự mình đi chiếm địa bàn, làm sao được? Phải để họ đi đối đầu trực diện, như vậy, còn có thể giảm bớt một phần áp lực cho nghĩa tử của ngài. Tông chủ, ta đã hồi âm cho tên xích nhãn tà yêu kia, để hắn phối hợp cùng hành động. Không nói là có thể một mạch đánh hạ toàn bộ U Uyên, ít nhất cũng có thể nắm chắc cục diện trong tay chúng ta. Lão trọc nói nước bọt văng tung tóe nhưng mày trương đại chủ sứ lại càng nhíu chặt từ từ trương đại chủ sứ ngẩng đầu nhìn lão trọc nói lão trọc này bây giờ ngươi có thể làm chủ cho bản tông chủ rồi phải không một câu trực tiếp dọa cho lão trọc quỳ xuống đất toàn thân run rẩy như sàn sắc mặt hắn lập tức tái nhợt răng bắt đầu va vào nhau lập cập thang cát và tiểu long quân cũng là lần đầu tiên thấy trương đại chủ sứ tức giận rõ ràng hành động của lão trọc không chỉ thách thức uy quyền của trương đại chủ sứ mà còn có thể phá hỏng kế hoạch của trương đại chủ sứ thang cát ở bên cạnh trực tiếp giả chết lão trọc này lão trọc này ngươi đúng là hơi quá rồi không phải huynh đệ không cứu ngươi mà là thật sự không cứu được trương mạc im lặng một lúc lâu mới nói kế hoạch làm lại còn chuyện của thang cát ngươi định sắp xếp thế nào lão trọc vội vàng nói chúng ta đã bàn bạc xong rồi đến lúc đó Thang trưởng lão có thể trực tiếp đến tiểu quốc tên là Vũ Lạc Quốc này ở, sau đó để xích nhãn tà yêu đích thân dẫn theo vài tên ma tu tới, làm cảnh, thua vài trận, đưa vài cái đầu. Sau đó đưa địa bàn này đi, nhiệm vụ của thang trưởng lão coi như hoàn thành. Trương Mạc mới gật đầu ừ một tiếng, nói được, vậy thang các ngươi tự cẩn thận. Lão trọc, đến lúc đó ngươi dẫn người đi cùng thang các đi. Hả? Công chủ, ta cũng đi sao, lão trọc kinh ngạc nói trương mạc từ từ nói kế hoạch do ngươi làm tất nhiên ngươi phải đi cứ như vậy nhớ sống sót trở về vẫy tay nhẹ nhàng ra hiệu cho hai người cút đi đệ tử bây giờ đúng là càng ngày càng không đáng tin kế hoạch tệ hại gì vậy chỉ toàn gây rắc rối cho bổn tông chủ thích đánh nhau đúng không vậy thì tự mình đi mà đánh nhìn bộ lông của ngươi kìa đến lúc đó còn để lại được mấy sợi lão trọc và thang cát cuối mình lui xuống. Đi đến cửa, lão trọc sờ đầu mình nói tông chủ tức giận rồi. Thang trưởng lão, ngươi xem ta nên làm sao đây, tông chủ có phải định đầy ta không? Thang cát nói đều tại ngươi không nghe lời tông chủ, làm bừa. Nếu ngươi tiếp tục như vậy, sớm muộn gì tông chủ cũng sẽ đưa ngươi đến thần cung, làm tâm nguyệt thần sứ. Đừng, 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 ta chịu không nổi đâu. Chỉ nghe ngươi nói vậy thôi, ta đã sợ rồi thang trưởng lão nghĩ cách giúp ta đi xem như phần thưởng cho lần này ta tận tâm tận lực giúp ngươi làm thần sứ cách á ta đúng là có chỉ có hai chữ nghe lời hiểu rồi sau này tông chủ nói gì ta nhất định sẽ kiên quyết thực hiện tuyệt đối không xen vào suy nghĩ của mình lại sai rồi không phải là không cho ngươi nghĩ mà là ngươi nghĩ rồi thì phải nói với tông chủ trước mới được làm lần này ngươi không nói với tông chủ mà đã viết thư cho xích nhãn tà yêu. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, mấy cái đầu của ngươi cũng không đủ để chết. Tông chủ đã cho ngươi viết chưa, thì ra là vậy, vậy bây giờ ta rút lại còn kịp không, rút lui, rút cái gì? Tông chủ không có nói rút lại, chỉ cần làm việc của ngươi một cách trung thực. Tông chủ nghĩ khác với chúng ta. Đừng dùng suy nghĩ nông cạn của ngươi để suy đoán về tông chủ hãy làm theo lời của tông chủ chắc chắn không sai nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha